sang Campuchia và Lào phá rừng để trồng cao su, gây nên những tác hại về môi trường và cuộc sống của người dân địa phương. Báo cáo có tên là Rubber Barons, tạm dịch là những vị vua cao su, chỉ rõ đích danh tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam là một trong những tác nhân gây nên cuộc khủng hoảng thu hồi đất đai tại hai quốc gia lân bang là Campuchia và Lào. Couple Witness nêu ra rằng hai tập đoàn này có mối quan hệ chặt chẽ với tầng lớp chính trị lãnh đạo tham nhũng và giới tài triệt tại hai quốc gia đó. Chính hai thế lực này là lá chắn vững chắc để Hoàng Anh Gia Lai và tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam không bị phạt khi vi phạm các quy định nghiêm ngặt về bảo vệ rừng của nước chủ nhà. Sau khi nhận được giấy phép cho những khu tôi nhựa, hai tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tiến hành công việc phá rừng, lấy đất trồng cây cao su. Việc phá rừng không chỉ nhằm trong phạm vi được nhượng mà ra khỏi khu vực đó. Có cáo giác nói Hoàng Anh Gia Lai hợp đồng với một công ty tài phiệt Campuchia để khai phá rừng, chế biến gỗ lấy từ khu khai phá đó. Những công ty con của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai dường như đều có mối quan hệ với các quan chức chính phủ của Campuchia, cũng như hợp tác làm ăn với những nhóm thần thế chuyên đốn gỗ lậu. Báo cáo của Global Witness cũng lần đầu tiên phơi bày cho thấy vai trò của những định chế tài chính liên quan hoạt động đất của các tập đoàn như Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Campuchia và Lào. Theo Global Witness thì Deutsche Bank có cổ phần nhiều triệu đô la trong hai tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Công ty tài chính quốc tế IFC thuộc Ngân hàng Thế giới cũng có khoản đầu tư vào Hoàng Anh Gia Lai. Những khoản đầu tư như thế bị lên án là trái ngược lại với những cam kết công khai của cả hai định chế về các mặt đạo đức và phát triển bền vững. Theo Global Witness thì những hoạt động của hai tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng các công ty con hay dây mơ rễ má trong hoạt động khai thác cao su tại Campuchia và Lào đang tàn phá cuộc sống của người dân bản xứ và phá hoại môi trường. Trong thực tế thì dân chúng địa phương mất đi những diện tích đất và rừng bao la khiến họ phải đối mặt với sự nghèo đói. Bà Megan McInnes, tác giả của bản báo cáo cho biết. When we began doing research for our Global Witness report, Robert Barron, we started off by looking. Khi chúng tôi bắt đầu làm nghiên cứu cho Global Witness về những ông vua cao su, chúng tôi bắt đầu xem xét đến những tài liệu về những nhà đầu tư cao su lớn tại Campuchia và Lào. Chúng tôi biết rằng vấn đề các nông trường trồng cao su tại hai nước này đang là một vấn đề ngày càng gia tăng, xét về phương diện thu hồi đất, cuộc sống người dân và tình trạng phá rừng. Chúng tôi phát hiện ra Việt Nam là nhà đầu tư lớn về cao su tại cả hai nước Campuchia và Lào, và những công ty thuộc tập đoàn HAGL và VRG là những đơn vị có vai trò đáng kể, nên chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về hai tập đoàn đó. Cách thức tiến hành điều tra hoạt động của hai tập đoàn này tại hai nước Campuchia và Lào được tiến hành ra sao? Bà Megan McInnes cũng có trình bày. So Global Witness has been undertaking research for this project for more than 12 months. Global Witness tiến hành điều tra cho báo cáo những ông vua cao su trong khoảng thời gian hơn 12 tháng. Hoạt động bao gồm những chuyến đi thực địa đến tại những khu tư nhựa, và tại đó chúng tôi nói chuyện với người dân sống gần nơi đó. Chúng tôi sử dụng những tài liệu có sẵn về hai tập đoàn HAGL và VRG. Thế rồi chúng tôi sử dụng các tài liệu liên quan về tư nhựa, về chính sách phát triển cây cao su từ phía ba chính phủ Campuchia, Lào và Việt Nam. Global Witness đề xuất một số hành động cần phải thực hiện. Trước hết, nhà cầm quyền hai nước Campuchia và Lào phải hủy tô nhượng dành cho các công ty được nêu danh. Cả hai chính phủ phải ngưng mọi hoạt động có liên quan đến Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để tiến hành điều tra và khởi tố mọi hoạt động phi pháp khi phát hiện được. Ngân hàng Deutsche và công ty tài chính quốc tế IFC cần có những biện pháp khẩn cấp bảo đảm Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tuân thủ những quy định về pháp lý, xã hội và môi trường đề ra. Hai tổ chức tài chính này phải chuyển hết các khoản đầu tư vào Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nếu như hai tập đoàn này không tuân thủ mọi cải sửa trong vòng 6 tháng. Bà Megan Innes cho biết thêm. When we began doing research for our Global Witness report, Robert Barron. Về những việc sẽ làm sau khi công bố báo cáo, chúng tôi sẽ đến Việt Nam vào đầu tháng 6 này.
Chúng tôi hy vọng lúc đó sẽ gặp lại được cả hai tập đoàn để cùng thảo luận về những chứng cứ được đưa ra, tiếp tục thảo luận những biện pháp mà họ làm để giải quyết những vấn đề gây ra tại Campuchia và Lào. Chúng tôi cũng sẽ làm việc về những hoạt động có liên quan đến Deutsche Bank và IFC. Kính thưa quý vị, một ngày sau khi Global Witness công bố phúc trình, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc liên quan đến thông tin, cho rằng Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam đang chiếm đất Campuchia và Lào là hoàn toàn bịa đặt và không có giá trị. Ông Đoàn Nguyên Đức cũng cho rằng việc Global Witness cho rằng những hoạt động của Hoàng Anh Gia Lai đang hủy hoại môi trường, sinh kế của người dân nước láng giềng Campuchia là hoàn toàn vô căn cứ. Ông nói Global Witness đã liên lạc với Hoàng Anh Gia Lai với một loạt các câu hỏi về các hoạt động của tập đoàn, nhưng họ không cung cấp các bằng chứng cụ thể liên quan đến các vấn đề mà họ đề cập. Về mặt chính thức, ông Trương Minh Trung, chánh văn phòng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, cho đài AFA biết cả hai tập đoàn đã có văn bản báo cáo Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao sẽ trả lời chính thức liên quan những cáo buộc của Global Witness. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tường trình đặc biệt này. Xin hẹn gặp lại quý vị.